tôi ghét bóng đá. Tôi là Mai, sinh viên năm 2, một game thủ Liên Quân không chuyên. Trước đây, tôi vốn là đứa miễn nhiễm về game, nhưng rồi cũng bị đầu độc bởi Ly Cáo, con bạn cùng phòng. À, game thủ đã bánh bèo, lại còn trẻ trâu đúng nghĩa. Qua Liên Quân, tôi quen được những người bạn mới thú vị. Đầu tiên là Ma Bư, một anh chàng mập nhí nhố. Định ăn này nha. Khó đấy, cuộc sống mà. Và một AD vô tình được kết nạp vào nhóm sau mấy trận leo rank ăn ý. Chúng tôi không hề biết đến danh tính của cậu ấy cho đến khi buổi offline đầu tiên của nhóm. Chào mọi người. Văn Toàn. Thật ra, lần gặp đầu tiên tôi vẫn chưa hề biết Toàn là ai. Qua tìm hiểu một chút thì cậu ấy cũng thú vị đấy chứ. Và những ngày sau đó, nhóm chúng tôi tụ họp nhiều hơn, cùng nhau combat qua nhiều trận chiến hơn. Toàn vẫn cứ là một tên AD cứng đầu. Toàn ơi, về đi, mình không làm được đâu. Ơ kìa. Không sao đâu, cân được. Ơ kìa. Yes. Thua rồi. Đã bảo rồi, không support thắng làm sao được. Chơi team thì phải tin tưởng đồng đội chứ. Biết rồi. Tôi làm mặt khác đi. Làm mặt khác đi. Dù có những lúc căng thẳng với nhau, nhưng nhờ vậy mà chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. À, Liên Quân đang có sự kiện này. 25 tháng 11, vào chơi bơi trong quà. Thôi, dựng quảng cáo game đi. Ai thuê ông đâu, cứ lải nhải mãi đi. Anh à, anh có người yêu chưa? Chưa à? Rồi thì lo kiếm người yêu đi nha. Gần nhoẻn rồi đó. Cuối tuần đi chơi nhá. Để lát hỏi Ly với Bư xem thế nào. Đi đâu nhở? Đi hai đứa thôi được không? Linh cảm của con gái cho tôi biết tên AD cứng đầu này đang để ý đến mình. Dù bề ngoài Toàn ít nói, ngây ngô, nhưng cậu ấy cũng rất tốt bụng, chân thành. Và điều gì phải đến cũng đến. Chúng tôi bắt đầu có một xíu tình cảm, hơn tình bạn một chút. Nhưng hẹn hò với một người nổi tiếng thật không dễ dàng chút nào. Hôm nay Toàn đá hay lắm, lát đi ăn mừng đi. Cuối cùng thì chúng tôi cũng sắp được gặp nhau sau một khoảng thời gian dài Toàn bận rộn với giải đấu.
Thế nhưng... Lát Toàn bận rồi, phải đi họp báo cùng đội tuyển. Chào Toàn, lời đầu tiên thì chúc mừng bạn với bàn thắng rất tuyệt vời và nó đã đem lại chiến thắng ngoạn mục cho đội tuyển Việt Nam đúng không ạ? Không biết bây giờ thì Toàn có muốn chia sẻ một chút cảm xúc cũng như là suy nghĩ của mình về trận đấu vừa rồi không? Sau khi mình nghĩ mình ghi được bàn thắng vào lưới đội Syria và giúp cho đội Việt Nam giành chiến thắng. Ôi, điểm đôi giảm hẳn. Thôi xong rồi Toàn ơi, bị xích rồi. Điều này anh hùng khó mà qua ải mỹ nhân. Chị xinh quá. Trên TV nhìn đẹp đôi nhở? Không có gì đâu, đừng nghĩ linh tinh. Toàn cứ tập trung vào sự nghiệp của Toàn đi, không cần phải nhắn tin cho Mai nữa. Mai, dậy đi. Toàn nó tặng mình vé trận hôm nay đấy. Tao không đi đâu. Bọn mày đi đi. Ơ kìa, trận hôm nay quan trọng lắm đấy. Đã bảo không đi rồi mà lại. Đúng là đắp một cuộc tình. Cuộc sống mà. Tao đi đây. Một pha lên bóng khẩn trương của các cầu thủ Việt Nam. Văn Toàn, Bất Tường cùng đồng đội. Lỗi kiểm soát bóng rất khó hiểu của Văn Toàn. Từ đầu trận tới giờ có thể thấy Văn Toàn đang chơi dưới phong độ của mình. Anh đang bỏ lỡ nhiều tình huống quan trọng. Phạm lỗi rồi. Một pha bóng quyết định của đội bạn. Có vẻ như Văn Toàn đang khá vào trong tình huống này. Anh vẫn chưa thể đứng dậy sau cú ngã. Nếu như Văn Toàn bị chấn thương và phải ra sân trong thời điểm này, sẽ là một thiếu hụt rất lớn hàng công của đội tuyển Việt Nam. Đây là một quả đá phạt rất quan trọng cho đội tuyển Việt Nam khi trận đấu đã đi đến những phút cuối cùng. Các cầu thủ của chúng ta đang tính toán phương án thực hiện quả đá phạt này. Văn Thành. Đó không phải là một cú sút. Và người đang bất tắc vàng rào đội bạn chính là Văn Toàn. Đã bảo rồi, không support thắng làm sao được. Chơi team thì phải tin tưởng đồng đội chứ. Cơ hội đã đến cho đội tuyển Việt Nam. Đó là một pha căng ngang. Minh Quân sút. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội tuyển Việt Nam trong giây phút cuối cùng của trận đấu. Một bàn thắng quá tuyệt vời. Đó là lúc tôi nhận ra Toàn không chỉ là tên AB cứng đầu mà còn là một trong 11 chiến binh trên sân cỏ, chiến đấu vì màu cờ sắc áo của đất nước. Dù áp lực tập luyện, áp lực dư luận, nhưng cậu ấy vẫn luôn nở nụ cười khi ở cùng nhóm chúng tôi. Cảm ơn Mai vì đã đến. Xin lỗi gì? Ngày mai là 25 tháng 11 rồi. Vào game, support cho Mai đi. Okay.